Trong tín ngưỡng dân gian của Việt Nam, con rồng chính là biểu tượng của sức mạnh, may mắn, thịnh vượng, sự thông thái và chân mệnh đế vương. Cũng vì lẽ đó, rất nhiều những kẻ liên quan đến giới giang hồ đã chọn hình xăm rồng để thể hiện đẳng cấp và thứ bậc trong thế giới ngầm. Các tay giang hồ khét tiếng Sài Gòn trước năm 75 như Đại Tì, Cái Thế đều có xăm hình rồng lớn ở trên người. Về sau thì những kẻ lâu la tiểu tốt cũng học đòi bắt chước những ông trùm xăm kín cả người, càng nhiều mực in hàn càng tốt để thể hiện số má của mình. Trong vụ án ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau theo chân của Nam Rồng, một giang hồ cộm cán và ma lành với hình xăm rồng ở trên người. Có tài ẩn thân chi thuật hơn cả ninja làng lá, khiến cho cảnh sát gặp vô vàn khó khăn, để rồi cuối cùng xa lưới vì muốn về quê ăn Tết cùng với gia đình. Một vụ án ly kỳ được phá giải và kính mời quý khán giả cùng đón xem. Sát nhân có hình xăm lạ. Vào ngày 5 tháng 6 năm 2021, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Biên Hòa, Đồng Nai mới nhận được tin báo của bệnh viện đa khoa tỉnh báo rằng có một nam bệnh nhân bị tử vong. Trên người thì có một số vết thương do dao chém, chuyển đến từ bệnh viện Sinh Mắc trước đó 5 ngày. Được biết người tử vong tại bệnh viện tên là Nguyễn Văn Thông, sinh năm 1990, thường được gọi là Thông Quẻ, là một kẻ nghiện nặng và sống lang thang. Qua trích xuất camera tại bệnh viện Sinh Mắc và lấy lời khai của những người biết việc thì đã xác định rằng vào khoảng 8 giờ ngày 29 tháng 5 năm 2021, có hai nam thanh niên chưa rõ nhân thân lai lịch. Đối tượng ngồi sau có hình xăm ở tay và hình xăm con bọ cạp ở chân trái. Điều khiển xe máy hiệu Way màu đỏ không rõ biển số chở nạn nhân đến bệnh viện rồi bỏ đi. Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, các trinh sát của đội cảnh sát hình sự công an thành phố Biên Hòa và phòng cảnh sát hình sự được huy động và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Sau khi tra soát nổi lên nghi vấn về đối tượng từng có nhiều tiền án tiền sự, là một giang hồ cộm cán trong khu vực, cũng có đặc điểm trên chân trái là hình xăm con bò cạp, thường được dân xã hội gọi là nam rồng. Một tổ trinh sát mới phối hợp cùng với công an phường Long Bình Tân kiểm tra hành chính nhà trọ của Nam Rồng tại KP1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, thu giữ được giấy tờ liên quan đến nhân thân lai lịch của đối tượng. Qua đó thì xác định Nam Rồng tên thật là Nguyễn Phương Nam, sinh năm 87, nguyên quán Lạng Sơn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã có được thông tin là sau khi gây án, đối tượng thứ hai chở Nam Rồng đưa nạn nhân đến viện tên là Mã Thanh Hải, sinh năm 89, trú tại khóm 2, phường 8, thành phố Cà Mau, còn được gọi là Hải Cà Mau, thì đã nhanh chân trốn lên thành phố Hồ Chí Minh và trinh sát đã ngay lập tức lên đường truy bắt. Đến ngày 17 tháng 6, tổ trinh sát lên công viên 23 tháng 9, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh mới tiếp cận một nam thanh niên có đặc điểm giống đối tượng Hải Cà Mau nên mới đèo bám. Quá trình tiếp cận để bắt đối tượng Hải Cà Mau rất là nguy hiểm, bởi vì khi các trinh sát chuẩn bị áp sát, đối tượng vốn đã dày dặn kinh nghiệm với nhiều tiền án tiền sự nên đã sớm đánh hơi thấy bị theo dõi và rút kim tiêm dùng để tiêm chích trong túi áo ra đe dọa. Nhưng các trinh sát đã ập vào khống chế bắt giữ, áp giải về trụ sở công an thành phố Biên Hòa một cách an toàn. Sau khi Hải Cà Mau bị bắt thì Nam Rồng đã nhanh chân tẩu thoát, thực hiện hành trình trốn chạy. Cõng theo chân lưng không chỉ là một con rồng mà còn là cả lệnh truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai về tội danh sát nhân. Vết trượt của gã giang hồ năm tiền án. Nam Rồng, theo tài liệu, từng học về hội họa và cũng vẽ tranh. Bản thân y sinh ra trong một gia đình cơ bản có học thức, sau con đường của Nam Rồng lại rẽ sang một hướng khác. Y rơi vào con đường nghiện ngập ăn chơi lêu lổng, rồi trở thành cánh tay phải đắc lực cho một đàn anh chuyên đi đòi nợ thuê. Gã có biệt danh Nam Rồng bởi vì xăm con rồng nổi bật ở ngực cùng với nhiều hình xăm khác kín cả trên người. Cùng với cái nghề xã hội, Nam Rồng đã gây không ít thù oán với các đối tượng. Có lần thì hắn bị người khác chém gần đứt lìa chân, chém ngang vai. Bởi vì từng trải, Nam Rồng ngày càng thêm lì lợm, liều lĩnh, manh động, sống bất cần đời với năm tiền án và tiền sự. Lần ra tù gần nhất của gã là vào giữa năm 2020. Những chi tiết trên chỉ là việc nhỏ đối với hành vi của Nam Rồng. Theo hồ sơ của vụ án, Nam Rồng có mối quan hệ bạn cùng nhóm làm ăn với Hải Cà Mau. Đối tượng này cũng mới đến khu vực Nghĩa Trang sống lang thang khoảng một tháng trước khi xảy ra vụ việc. Giữa tháng 5 năm 2021, Hải Cà Mau có mâu thuẫn với Thông Quẻ và dẫn đến xô xát đánh nhau, Hải bị thương tích nhẹ. Sau cuộc ẩu đả, Thông đã thách thức: "Gọi tất cả anh em của mày đến đây, mình tao chấp hết."
Lời thách thức của Thông Què khiến cho Hải cay cú nên đã về kể lại chuyện này cho Nam Rồng để tìm cơ hội mà trả thù. Vào ngày 29 tháng 5, Nam Rồng chờ bạn gái tới nhà trọ tại phường Long Bình Tân thì gặp nhóm của Thông đang đánh bài tại một quán nước gần nghĩa trang An Hòa. Nghĩ đến lần trước Hải bị Thông đấm không trượt cho phát nào, Nam Rồng mới alo cho Hải đi hai xe máy chở theo hai đồng bọn cầm theo hung khí tự chế tìm Thông trả thù. Thấy đối tượng là chuẩn bị hàng đến rồi, Thông đứng dậy bỏ chạy. Được khoảng 10 mét thì vấp ngã. Nam và Hải cầm dao xông tới, tác động liên tiếp vào người Thông, khiến cho nạn nhân bị đa chấn thương, rách màng phổi, rách lá lách, dẫn đến mất máu. Chỉ 5 ngày sau thì nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, như đã nói thì Hải bị bắt, còn Nam bắt đầu hành trình bỏ trốn. Hành trình bắt giữ ly kỳ như phim. Một tháng sau đó, khi đã hết thời hạn điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai phát lệnh truy nã đặc biệt với Nam về tội sát nhân. Do đối tượng đặc biệt nguy hiểm, đơn vị đã đề nghị Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp truy tìm để bắt giữ. Phòng truy nã truy tìm của phòng 10 Cục Cảnh sát Hình sự được chỉ đạo là tung quân truy bắt Nam Rồng. Một tổ công tác đã vào Biên Hòa để dựng lại vụ việc và tìm hiểu xác minh các mối quan hệ của Nam Rồng. Kết nối dữ liệu thu thập, tổ công tác đã xác định được hành trình cơ bản trong quá trình bỏ trốn của Nam. Nhận định khả năng là gã sẽ về quê Lạng Sơn thăm bố mẹ, các trinh sát đã lập tức di chuyển lên Lạng Sơn. Trinh sát cũng đặt ra tình huống Nam có thể vượt biên ra nước ngoài vì Lạng Sơn có biên giới giáp với Trung Quốc. Tuy nhiên là tại quê nhà, họ đã gặp khó khăn khi người thân của đối tượng không hợp tác và tìm cách né tránh cơ quan chức năng. Họ cho biết là gia đình Nam đã chuyển đến sinh sống ở Hà Nội từ lâu nên đầu mối Lạng Sơn không rõ tung tích. Các trinh sát mới chia thành các mũi đi giả soát, gặp hàng trăm người quen của Nam, vận động họ chia sẻ thông tin hành tung của hắn ta. Nam liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh thành trong và ngoài nước, hành tung thoát ẩn thoát hiện, khiến cho việc truy bắt của cảnh sát gặp rất nhiều khó khăn. Tài liệu thu thập tiếp theo giúp trinh sát dựng lên hành trình lẩn trốn của nghi phạm. Cụ thể là sau khi gây án, Nam Rồng trốn về Đắk Lắk, tới nhà một người bạn để lẩn trốn và tìm công việc mới. Được khoảng 3 tháng thì biết mình bị truy nã gắt gao, Nam Rồng mới nhờ một người bạn đưa sang Campuchia để trốn sự truy bắt. Tại đây thì Nam Rồng làm nghề canh sòng bạc casino và bảo kê. Nhưng mà do tình hình dịch Covid-19 căng thẳng, không làm ăn được nên y hành thêm nghề trộm cắp để kiếm tiền sinh sống qua ngày và tìm cách về trở lại Việt Nam. Đến tháng 7 năm 2021, y lần mò về được đến cố hương nhưng mà lại chọn ra Bắc để tránh sự truy bắt của cảnh sát. Nam Rồng tìm cách tới Bắc Giang trông quán nét cho một người anh. Vào tháng 9 năm 2021, thấy mọi việc đã tạm yên ắng, nghĩ công an đã quên, anh ta liền xuống Hà Nội để về nhà ăn Tết. Lấy tên giả là Nguyễn Văn Trung, xin làm bảo vệ cho một công ty xây dựng. Đây cũng là thời gian lực lượng truy bắt, xác định chính xác gã đang có mặt ở Hà Nội nhờ nhận được tín hiệu quan trọng từ quần chúng nhân dân khu vực báo lại rằng Nam Rồng đang ở Hà Nội. Y rất là cảnh giác, di chuyển qua nhiều địa bàn. Đi đến đâu cũng thay tên đổi họ, núp dưới vỏ bọc, sự bao che của các anh chị xã hội nhằm tránh những sự phát hiện. Sau nhiều tháng xác minh, 4 giờ sáng ngày 7 tháng 1 năm 2022, 8 trinh sát được trang bị xe máy, súng, áo chống đạn, còng số 8, mới mặc thường phục, chia nhau mai phục xung quanh khu nhà trọ Nam Rồng đang ở tại Phùng Khoang, Hà Nội. Và đoạn đường dẫn đến nơi làm việc của hắn để theo dõi biến động. 7 giờ sáng cùng ngày, phát hiện Nam Rồng ra khỏi nhà, điều khiển xe máy chuẩn bị đi đến công ty, nhóm trinh sát mới bám theo. Khi anh ta chạy xe đến ngã tư đường Nguyễn Trãi giao với Nguyễn Xiển, lợi dụng lúc dừng đèn đỏ, các mũi trinh sát lao vào bao vây. Thấy vậy thì Nam Rồng vứt xe, bỏ chạy được 5 mét, thì thượng úy Đinh Viết Chiến và hai đồng đội nhảy khỏi xe máy, ghi chặt hắn xuống mặt đường, khóa tay lại. Qua khám xét nhanh, trinh sát tịch thu trên người gã một con dao mà bị can thường dùng để phòng thân. Sau này thì Nam Rồng mới khai, khi biết bị cảnh sát vây bắt, gã đã định rút dao chống cự hoặc là khống chế con tin nhằm thoát thân. Nhưng mà chưa kịp hành động thì đã bị khống chế rồi. Cuộc vây bắt thành công tốt đẹp, cùng với đó là bản án thích đáng đang chờ đợi để dành cho một tên giang hồ cộm cán ma cô một thời. Và với những tội danh mà Nam Rồng gây ra, có lẽ cuộc đời của y từ nay về sau sẽ chôn vùi hoàn toàn sau song sát. Năm mới Giáp Thìn 2024 vừa mới đến, năm con rồng để nhắc về một vụ án mang hình con rồng, nhưng mà cũng vô cùng khác lạ và đặc biệt. Trong án này, có lẽ tâm lý của ai cũng vậy. Năm mới được trở về nhà đón Tết cùng gia đình, vui vầy đoàn viên.
Và cũng vì lẽ đó mà Nam Rồng đã bị xà lưới khi vượt biên chạy trốn rồi lại trở về cố hương. Y cũng không ngờ là các trinh sát lại có thể kiên trì bền bỉ với một kẻ tù tội đến như vậy. Thế nên lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt, đã phạm tội tất sẽ phải trả giá.